Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn một cái vùng quê có ao, có sông nước. Đây, quý vị thấy sau bộn bề những cơm áo gạo tiền thì còn lại một chút gì. Ta sẽ trở về vùng quê ha. Đây là một cái hình ảnh của gia đình tôi khoảng 20 năm về trước. Nên quý vị thấy không? Ở phía sau nhà thì có chụm củi. Đây, cây dừa. À, một bài em à, năm nay là năm của em này mà. Sổ vài tiếng đi con. Ừ. Tao khỏi quay. Tao khỏi nói cho mày sổ luôn. Quý vị và các bạn sẽ thấy ở đây có một cây dừa. Dừa. Một cái khung cảnh vùng quê rất là hữu tình với quý vị và các bạn. À, người Bắc á, người ta kêu bằng con ngan, người Nam mình chắc kêu bằng con vịt quá. Đây, đây có mấy con ngan. Đồng lúa thăng canh cỏ bay, phất phơ cánh diều mơ ước năm nào. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, tiếng chim oanh vàng thiết tha. Mơ ước thành cô tâm ngày xưa, xóm hôm vẫn ngại gian khó, cánh chim oanh vàng thiết tha. Em ra chốn đô thành, xa rời vòng tay tuổi thơ. Từ nay giữa chốn phồn hoa, lấp lơ cánh diều mơ ước năm nào. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, tiếng chim oanh vàng thiết tha. Mơ ước thành cô tâm ngày xưa, vâng hôm vâng ai giang khó. Bạn thấy không? Dừa. Dừa quá chừng luôn. Đây là vùng Kiên Giang chứ không phải là vùng Bến Tre. Tuy nhiên là dừa. Dừa nước. Không biết dừa này có thể chặt ăn được chứ không biết. Yên bình vào ngày cuối năm, vào ngày đầu năm. Đây, đây có cái thang nè quý vị. Cái thang bắt lên đã. Để mình đi hái dừa thuận tiện ghê á. À, một số nơi thì Tết người ta trưng bông dừa. À, quý vị thấy một cái bông dừa rất là đẹp. Tôi quay quý vị xem nha. Bông dừa. Wow. Bông dừa này đẹp không? Đây là cây bình bát. Cái bình bát này thì cây này thì năm nay lại không có trái. Trái bình bát. Đây là dậu mùng tơi nè quý vị và các bạn. Mùng tơi. Hồi xưa tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ thì thường bức những cái hạt mùng tơi này để chơi băng quán. Quý vị các bạn thấy không? Bứt những cái hạt mồng tơi để mà chơi băng quán. Và trò chơi đó thì bây giờ chắc nó cũng đã rơi vào quên lãng rồi.
dậu mồng tơi. Có một cái bài hát về mồng tơi. Mồng tơi này thì nấu canh tôm khô thì ăn rất là tuyệt vời. Đây, quý vị thấy không? Đây, tim tím. Rồi, một cái góc nhỏ để quý vị và các bạn thấy cái cảnh yên bình của vùng quê. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái góc quay từ luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin trân trọng cảm ơn.